Xin chào anh em nha. Thì hôm nay Nam Râu tiện thể Nam Râu sẽ chia sẻ cho anh em về cái chủ lực về cái vấn đề đau chân của các chiến binh của chúng ta. Cái này là những cái chia sẻ mang tính chất tham khảo là một, cái thứ hai là để ngăn ngừa. Còn riêng đã bị bệnh rồi thì Nam Râu xin thua nha. Nam Râu không lành về bệnh lý, không biết cách trị nha, không bán thuốc, không bị ai cho ai hết. Chào anh Minh Long. Thầy ơi, chim sông Long rồi mà sao vẫn không vào lửa thầy? Thì cái chuyện mà chim mà mới sông Long mà cái chuyện vào lửa nó phải tùy thuộc vào cái cơ địa, cái gọi là cái đẳng cấp con chim và cái thời tiết nữa, chứ không phải sông Long là bắt buộc phải vô lửa đâu. Mấy càng hết trên hiện tại giờ mấy càng đã gọi có tiến triển chứ thực tế luôn đã bị bệnh, không thể ngày một ngày hai mà hết được. Chào Hiền Nguyễn nha. Thì hôm nay Nam Râu chủ lực là chia sẻ anh em về cái là nguyên nhân để anh em nào có dòng chiến binh chúng ta đang ổn định, đang là đẳng cấp, đang là phong độ thì nên có những cái phương pháp cho nó hiệu quả để không bị nha anh em. Chứ còn đã khi bị rồi là cực kỳ mệt mỏi. Chim mà đã bị dính vô cái bệnh lý rồi xin thưa anh em, không có một ai dám khẳng định là ta đây sẽ trị hết đâu, nó hên xui lắm. Giống con người chúng ta để mà nó bị những cái bệnh lý nó nặng rồi thì hầu như là phước chủ may thầy thì nó hết. Còn có con thì nó trở nặng, có con thì nó bị đai luôn nha. Đó, nên đó là chia sẻ đây, Nam Râu sẽ chia sẻ theo hướng tích cực để anh em nhìn nhận, anh em chăm sóc tốt cho những chiến binh chúng ta nha. Anh em chia sẻ bài live Nam Râu nha. Dạo này tương tác yếu quá, anh em chia sẻ dùm để sao để nhiều anh em khác biết, chứ nhiều anh em khác mà giờ chim đã bị bệnh rồi nhắn cho Nam Râu thui nha. Chim đã bị rồi thì Nam Râu xin thui nha. Nam Râu cũng không muốn gọi là làm thầy để mà chữa bệnh do chim đâu. Đó thì là đối với những anh em nào có những chiến binh, Nam Râu sẽ chia sẻ để anh em tránh thôi, là phòng bệnh hơn chữa bệnh nha. Trường hợp tắm xong cũng bị đau chân anh ơi. Thì nói chung là giờ nó bị rồi thì anh em phải tự mình tìm ra nguyên nhân để chúng ta có một phương pháp chúng ta điều trị cho nó phù hợp. Chứ còn riêng Nam Râu thì cũng không hiểu về bệnh lý, và một cái bệnh lý nó rất là nhiều cái thứ trong đó. Giống như con người chúng ta thấy không, có nhiều cái bệnh lý về những đau chân mà anh em đi khám nó rất là nhiều cái bệnh đó nữa. Đó, nó ảnh hưởng nha. Thì Nam Râu sẽ chia sẻ cho anh em nha. Những anh em nào quan tâm thì xem nha, còn chuyện đúng sai Nam Râu không nói nha. Tại vì cái bệnh lý nó sẽ rất là nhiều cái nguyên nhân, nhưng có những cái nguyên nhân Nam Râu mấy ngày nay ngẫm nghĩ và rất nhiều anh em hỏi Nam Râu về những cái bên đó thì hầu như nó chung một cái bệnh lý, thì Nam Râu đưa ra cái nguyên nhân để anh em có thể tránh nào. Thứ nhất là nó rơi vào những chú chim đẳng cấp, những chú chim đánh dạy lớn, đánh nhiệt độ cao và đánh thời gian dài, và độ mình đánh nó dày thì rơi vào những con chim này là nhiều, là những con chim hay. Còn tại sao những cái chim khác không bị? Tại vì sao cái cường độ thi đấu những cái chim khác nó ít hơn. Đó thì nó rơi vào những trường hợp này là rất nhiều anh em bị, nhưng không phải con nào rồi cũng sẽ bị như vậy nha. Tùy thuộc vào cơ địa và cái khả năng nó biến chuyển trong quá trình chăm nữa. Đó để uống miếng nước đi để vô bài cho nó ngon lành. Thì những cái câu hỏi anh em từ từ trả lời anh em để chia sẻ về vấn đề đau chân là anh em rất nhiều anh em bị và nhắn Nam Râu không giải quyết được. Nam Râu chỉ chia sẻ để anh em ngừa. Nguyên nhân là thứ nhất, từ xưa giờ anh em mà chúng ta chơi đa số chúng ta sẽ nghĩ là chim chúng ta cho ăn cám tốt nha, rồi chúng ta cho ăn mồi tươi, chế độ trái cây là đủ chất để chúng ta nó sẽ đánh được và nó duy trì được nha. Hầu như ai cũng sẽ suy nghĩ vậy. Và chính bản thân Nam Râu ngày xưa giờ cũng nghĩ vậy, nên mới đâm ra cái câu chuyện mà ngày hôm nay mà mấy càng bị đau chân và cái trước con Thánh Bội bị chết đó, thì là cũng là những cái chủ quan của mình mà đến thời điểm này Nam Râu nghiệm lại và tham khảo rất nhiều anh em thì mới thấy nó có cái vấn đề. Chào tất cả anh em nha. Đó thì cũng như con chim với con người thôi, nó là một vận động viên, nó thi đấu thì chúng ta có những cái vận động viên người ta họ thi đấu, thứ nhất người ta có những chế độ, thứ hai người ta có những cái độ cái bài dinh dưỡng nó phải phù hợp nha anh em. Tại anh em biết tại sao nó rơi vào những chú chim mà hay mà những chú chim mà đẳng cấp không? Tại vì đơn giản là những chú chim đó sẽ đánh thường xuyên, đánh giải lớn mà đánh nhiệt á, thì cái cơ bắp và cái xương khớp của con chim nó bị ảnh hưởng lâu dài nha. Nó sẽ bị trong thời gian dài chứ không phải ngày 1, ngày 2 đánh xong về nó bị liền. Đối với xương khớp và cơ bắp nó sẽ biến chuyển nặng dần nha. Khi chim ta đánh giải lớn nhiều và đánh thời gian dài và chúng ta quấn dày thì cái cơ và cái khớp của con chim nó sẽ bị ảnh hưởng nha. Thì về lâu về dài nó tích tụ lại, đến một thời điểm nào đó nó bộc phát ra là nó dễ dẫn đến cái đau chân này rất là nhiều, vì nó thiếu chất. Chất đây là những chất cần thiết, ví dụ như chúng ta sẽ thiếu canxi hay các loại khoáng hay các loại vitamin gì, nhưng theo Nam Râu nghĩ cái thiếu nhiều nhất đó là cái canxi, tại vì liên quan đến cái mà xương khớp là phải nói đến canxi. Cám đa số đạm cao, nhiều đạm. Nhiều anh em cứ nghĩ là cám đạm nhiều hay thế này nó sẽ gây ra, theo Nam Râu nó sẽ gây ra một số bệnh về gút chứ không liên về mà cái bệnh mà đau chân bại liệt cái này là phải thiếu, nó bị đau các bé. Còn khi mà nó dư nó sẽ sinh ra các cái bệnh khác. Và đa số anh em thấy không, khi chúng ta dùng một loại cám mà tại sao trong một dàn chim của chúng ta thì tại sao những con chim bình thường nó lại không bị? Anh em phải đặt ra những cái vấn đề nó phải chính xác để chúng ta tìm ra nguyên nhân, để tìm ra cái bệnh, để chúng ta phòng tránh trước khi bị. Và khi bị rồi chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân để chúng ta trị được. Đó, cùng một loại cám, cùng một chế độ, nhưng anh em đa số đều bị vào con chim cưng nhất và con chim đẳng cấp nhất, cũng như là con chim cọp của anh em. Còn những con chim mà bình thường anh em nuôi mà hầu như đánh giày nhỏ, ít đánh và không đánh giày thì nó lại không bị. Sẽ không có thể nào mình đổ lỗi cho cám được. Nó dư là cũng là một phần cái bệnh đó, chúng ta không nghiên cứu được. Tại giờ chúng ta nói sợi dư ga dư chất thì chúng ta không biết chọn dòng cám nào cho nó phù hợp nha. Mà chúng ta mà cho ăn cám mà không đủ chất thì chắc chắn nó cũng sinh ra các bệnh lý cũng như con người thôi. Nên vấn đề cám nó chỉ ảnh hưởng không nhiều, mà cái vấn đề về nhịp độ thi đấu của chim chúng ta. Một vận động viên người ta thi đấu, người ta có lịch và người ta có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Mà riêng về con chim ta hầu như anh em thấy như là Nam Râu, Thánh Bội và đặc biệt có bé càng là những cái chim quấn dày. Thì trong giai đoạn mà nó còn khỏe, cái cơ và cái xương khớp nó còn tốt thì chúng ta đánh nó sẽ là không bị nha. Nó bị có những cái giai đoạn Nam Râu đã thấy, nghĩ là khi mình nghiệm lại nó đã bị trước đó là nhẹ thôi mà chúng ta không cảm nhận được, và chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ bị đến mức mà nó nặng. Thì khi mà cái hệ cơ nó làm việc quá công sức đó thì chim chúng ta nó sẽ có độ mỏi. Thì có những con chim nó sẽ bị bứt chúng anh em. Tại sao anh em thấy đá banh cũng có người bị đứt dây chằng, có người bị không, có người thì chơi bóng chuyền vậy, có người bị giãn dây chằng, có người không. Đó là tùy thuộc vào cơ địa mỗi người, chứ không phải là với một nhịp độ đấu cao đó con nào cũng sẽ bị. Nhưng có những con chim chúng ta nó không may mắn, ví dụ như ngày đó nó đấu nhiều quá, nó bu chụp nhiều và trong thời gian nó hoạt động cơ quá nhiều, cộng thêm giai đoạn đó nó có bu chụp vướng gì đó làm cho cái gân, cái xương khớp của chim ta nó bị ảnh hưởng đó, thì nó sẽ bị là yếu dần. Thì theo Nam Râu, ngoài anh em nuôi cám tốt, chế độ dinh dưỡng mồi tươi, trái cây, thì anh em phải lưu ý đến các cái chất nó liên quan đến cái hệ xương và các chất nó bổ dưỡng. Chúng ta suy nghĩ là đơn giản là chim chúng ta hay chúng ta nuôi sao đánh cũng được, đó là những đấu trường nhỏ. Nhưng bước lên những đấu trường lớn, những đấu trường khắc nghiệt cần phải một cái sức dẻo, rồi một cái độ bền và cái độ lực thì chúng ta phải suy nghĩ lại, bổ sung đầy đủ. Giống như con người chúng ta bình thường, chúng ta ăn như vậy là chúng ta vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng đối với một vận động viên thì người ta ăn chế độ sẽ khác mình. Thành phần lượng chất, thịt cá hay tôm cua, nói chung rất là nhiều thứ, kể cả có thuốc bổ trợ thì vận động viên người ta phải luôn có. Cho anh em thấy những vận động viên mà đặc biệt về đường kính, không thể nào mà người ta ăn uống bình thường như chúng ta mà người ta có thể chạy đến mức độ đó đâu nha. Cho dù cái cơ địa người ta sinh ra, cái cốt người ta đã tốt, nhưng người ta phải coi sao có chế độ dinh dưỡng nó phù hợp để sao hệ cơ người ta nó phải đạt được cái lúc mà nó tốt nhất thì nó mới đạt được gọi cái thành tích cao như vậy. Thì chúng ta đừng có so sánh nha. Nam Râu thì đây là chia sẻ cho anh em để anh em mang tính chất, anh em tham khảo, để anh em nào có những chú chim nó đang hay, chú chim ta đang ở cái phong độ đỉnh cao thì chúng ta nên lưu ý, chúng ta nên bổ sung ví dụ như là canxi định kỳ nè, các loại khoáng, loại vitamin gì đó nha, nó phù hợp thì cái đó là anh em tự canh chỉnh. Với Nam Râu không nói để bia, anh em thích mua của ai, thích dùng của ai, đó là cái vấn đề của anh em. Nam Râu vậy chia sẻ để cho anh em nắm được, để anh em bổ sung, nên bổ sung nha, cho chim để đấy. Chứ tại vì trong cám nó chỉ có hàm lượng chủ yếu là đạm và các loại protein này kia thôi, mà riêng về canxi hầu như trong cám nó rất ít nha. Và các loại Nam Râu nghĩ rằng nó sẽ cần thiết cho anh em đó là canxi là 1, 2 là các loại khoáng nhóm cái vitamin nhóm mà B1, B6, B12. Anh em nào nuôi gà đá anh em sẽ biết có những cái đó nó làm cho chim mình nó sung mãn, và nó giờ nó tăng cái hệ cơ, làm tăng cái bo đá cho con gà, nó làm cho cái cơ con gà con chim nó là sao nó tăng. Chúng ta không có lạm dụng, chúng ta sử dụng gọi là quá nhiều, mà chúng ta gọi là để bổ sung đó. Rồi đó là những cái mà Nam Râu chia sẻ với anh em. Còn khi chim anh em bệnh thì Nam Râu xin thua nha. Mà kể cả Nam Râu có trị được thì Nam Râu cũng nói thật với anh em, trị là một cái quá trình nha, nó còn phải phụ thuộc vào con chim nó bị bệnh gì, giai đoạn nó tiến triển, và chúng ta phải trị ấy, chứ không phải là cứ trị biết là sẽ chia sẻ. Mà Nam Râu không bao giờ bán thuốc và cũng như làm bên ngành này, tại vì Minh là người không am hiểu nha, nên Nam Râu cũng không có bia, không buôn bán về cái thuốc đó, mà Nam Râu chỉ là chia sẻ những cái anh em nào chưa bị đừng để nó bị rồi cực kỳ nhức đầu đó. Và hiện tại giờ Nam Râu biết rất là nhiều anh em bị bệnh chân nha. Nên anh em nào có con chim nào đang bị nhẹ, anh em nên bổ sung canxi và các loại vitamin khoáng gì đó, làm sao cho nó phù hợp với cơ địa con chim, để con chim sao nó khỏe dần. Như anh Hiệp Đồng Nai đã từng chia sẻ, ngày xưa anh Hiệp Đồng Nai cầm con lực dương của anh Hùng Campuchia mà bán rồi nha. Ngày xưa nó tên Mỏ Trấu, thì có một cái bài cách đây 2 năm thì anh Hiệp Đồng Nai có chia sẻ, nhưng mà lão cũng không dùng thuốc mà chỉ có bổ sung các loại khoáng, các loại canxi thôi, để con chim nó đủ chất, nó khỏe dần đó. Thì con chim đó anh em thấy sau này á, anh em thấy ổn định, cũng đã từng đá xe hơi và tham gia vô 3-4 trận chung kết xe hơi liên tục, và con chim nó cũng có chân hơi yếu, nhưng mà anh em thấy phát đánh nó cực kỳ tốt. Mà để chữa được như vậy cũng là một kỳ tích rồi, tại con chim đó nó đã bị hồi xưa rồi, và đến thời điểm bây giờ anh em thấy chân nó cũng không khỏe như bình thường đâu đó. Nhưng mà anh em thấy cái độ đánh đó là cũng phải có bổ sung đầy đủ chất, chứ không đơn giản như chúng ta cứ suy nghĩ. Nếu ở đấu những cái như vận động viên bình thường, hoặc là những đấu đường nhỏ, thì cốt của một vận động viên nó tốt rồi thì cái đó nó không ảnh hưởng nhiều nha. Còn khi mà bước ra những cái đấu trường lớn, anh em phải nghiệm lại, ngoài cái cách chăm bình thường, chúng ta phải bổ sung cho chim cho đủ chất để nó duy trì được cái cơ địa của con chim mình nó tốt hẳn. Một chân của con chim em nó yếu không đứng được luôn đâu anh. Nói chung mà giờ anh em bị rồi thì Nam Râu thôi xin thua đi, chứ giờ bản thân Nam Râu cũng bị, cũng nhức đầu, cũng đang trị, mà nó cũng đang hồi phục từ từ. Nhưng mà Nam Râu không phải là người chuyên về cái bệnh, nên khi không biết không dám chia sẻ cho anh em, trị ra nó còn hên xui nữa. Nên đó là trước khi nó bị thì chúng ta nên suy nghĩ cách làm sao chim ta không bị. Ví dụ chúng ta nuôi làm sao chim chúng ta khỏe, và chế độ thi đấu làm sao mà chúng ta phù hợp và chúng ta có những cái bổ sung cho nó tốt là được. Hồi nãy á, có một người thì comment kêu là hướng dẫn là cái cách châm lửa, thì Nam Râu cũng chia sẻ anh em á, là cái châm lửa là cái châm cái thể trạng con chim thì cũng rất là nhiều bài nói rồi, nhưng tiện đây thì anh em cũng đã tham khảo, thì Nam Râu chia sẻ luôn lại thêm một lần nữa. Anh em nào đã coi thì chúng ta đã biết cái lửa đây nó không phải là một cái mà chúng ta thích là có, không thích là không, chúng ta muốn đưa vào đưa, đó là không phải. Lửa là cái thể trạng, cái sức khỏe, là cái sự sung mãn của con chim. Có nghĩa chúng ta chăm làm sao chim chúng ta khỏe với con người chúng ta. Thứ nhất là chế độ ăn uống đầy đủ, thứ hai là ngủ nghỉ hợp lý, thứ ba đó là nó có những cái yếu tố phụ thêm như là nắng là con chim bắt buộc phải có rồi nha. Còn cái độ nhiều ít nè, tắm rửa thường xuyên, làm chim sạch sẽ nè, nó thì sao rồi. Còn chế độ dinh dưỡng thì anh em tự canh chỉnh, chứ nói đâm ra nhiều anh em lại nghĩ bia này kia. Còn mỗi người sẽ có một cách chăm con chim, có một cơ địa khác nhau, tùy theo thuộc vào đó. Anh em chăm thì anh em nắm những cái cơ bản. Thứ nhất, khi chúng ta chăm lửa chim yếu lên mạnh nha, thì những cái trái cây mà nó hỗ trợ cái độ lên lửa, một là chuối ươm, hai là cà rốt hấp nha, là phụ thêm thì có thêm táo, nhưng mà táo cho ít. Hai cái này là hai cái chính của để cho tạo con chim lên lửa nha. Đó thì là chúng ta dùng nó. Còn cái nữa, mồi tươi thì chủ yếu là cào nha. Còn anh em muốn kích hay không là tùy anh em. Cái mồi tươi là vào. Cái nắng thì anh em phơi chim, đối với chim chúng ta đã vào lửa rồi, chim ổn định lông rồi, thì nắng anh em nên phơi nắng có độ gắt và không phơi nhiều. Thời gian anh em phơi nắng mà độ gắt yếu, chúng ta phơi thời gian dài chim ta sẽ chạy giải nhiều, nó bả chim, nó không có giữ lửa được. Thì khi chúng ta phơi thì chúng ta nên phơi độ gắt nhiều và chúng ta ở thời gian ít đối với chim lửa. Nên người ta thường nói là sáng nắng long, chiều nắng lửa là vậy. Nghĩa là khi cái độ gắt thì nó cao thì chim ta phơi ít lại để chúng ta nó giữ được lửa và nó vô lửa tốt hơn. Đó. Thì chúng ta canh chỉnh buổi sáng anh em phơi tầm cỡ 20 phút, chiều anh em phơi khoảng 15 phút. Đó, tùy theo cơ địa con chim để chúng ta duy trì thôi. Còn việc tắm đều, còn lên lửa nhanh hay lửa chậm là phải phụ thuộc vào cái tính nết, cái tình hình sức khỏe của con chim sau mùa long, và phụ thuộc vào thời tiết nữa. Chứ anh em không phải cứ nuôi chim xong lông anh em đòi 2 tháng rồi đòi có lửa, chả biết ở đâu mà có cái quan niệm là phải xong lông 2 tháng là có lửa. Nhiều anh em cứ nhắn cái Nam Râu hỏi anh ơi chim em xong lông rồi, giờ 1,5 2 tháng rồi mà chưa thấy lửa, chả có cái quan niệm nào ra. Không biết anh em coi của ai thì Nam Râu biết, nhưng mà đối Nam Râu ở chia sẻ anh em rồi, tùy thuộc vào con chim, cái đẳng cấp con chim nó khác nhau. Có những con chim của những cái idol là những chim quá hay, đẳng cấp nó có rồi. Mấy càng Nam Râu là một chú chim bình thường, những chú chim của bắp như mấy càng mà chỉ cần xong lông mà tự động nó có lửa thôi. Thì những chú chim người ta cọp beo đó thì cái chuyện có lửa người ta là có theo cái bản năng con chim nó có đó, chứ không phải chăm. Nhưng có những con chim mình phải nuôi nó phải từ từ, có con nó phải 2 tháng, có con phải 3 tháng, có con phải 4 tháng, tùy thuộc vào cái thời tiết đó. Có con nó rơi vào thời tiết cách đây khoảng 2 tháng trước nó xong lông, thì từ 2 tháng trước đến 2 tháng nay rồi chuẩn bị xem xét tới anh em khó chăm lửa lắm. Nhưng con chim nào nó đang bắt đầu bây giờ nó thay lông, và khoảng 2-3 tháng sau chim ta nó xong lông, và khoảng thêm 1-2 tháng nữa là nó ổn định lông, khoảng 4-5 tháng sau từ ngày bây giờ nó lông đến ngày đó là nó sau nó qua Tết rồi, đó là thời tiết nó ổn định thì chim ta nó vào lửa dễ dàng hơn. Đó, nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố để con chim vào lửa. Chứ chúng ta đừng thấy chim họ vào lửa rồi chúng ta đi tìm, chúng ta đi hỏi người này người kia, rồi bắt đầu là dùng những cái phương pháp kích. Rồi thấy anh em mà vội vàng lên, thấy trên mạng quảng cáo nào là thuốc kích, nào là thuốc tăng lực tăng lửa gì tùm lum tùm la, rồi anh em nghe nói rồi bơm sâu bơm xiết, rồi hôm vô có con chim nó hư hết. Khi con chim ta nó không khỏe, thể trạng nó không đạt, anh em bơm vào đó là một chất kích thích làm chim ta nó lựa ảo. Nó có đánh thì cũng đánh cũng chả có ngon làm gì đâu, đánh nước hậu anh em đảm bảo luôn. Cái những cái đó là làm chim ta nó nước hậu kém. và nó kém từng trận về sau nữa. Đó, cốt chim chúng ta có thể hay anh em bơm vào nó chơi nhưng mà anh em nư thời gian thì nó bể cốt nó hư. Đó, có chia sẻ bài lái xe không thầy? Có chứ, anh em muốn lái xe bây giờ một liên hệ anh Văn Tài bắt một là con Hòa Giải, hai là con Bũi Gia Lai, ba là con S63. Liên hệ anh Hiệp Đồng Nai bắt một F15, hai là con F17, ba là bắt con gì ta, con Quái Thú chẳng hạn. Rồi liên hệ qua anh Thanh Hát bắt con Nepal, bắt thêm con Cụ Vương nữa. Liên hệ Khánh Nguyễn bắt Quỷ Dữ, bắt Ngựa Ngang, Cánh Lốt nha. Thì đảm bảo anh em luôn là sẽ lấy xe bắt cho Nam Râu nha. Đơn giản, không có gì làm khó được Nam Râu ấy. Muốn lấy xe có gì đâu khó, chẳng qua chúng ta không có chim hay để chúng ta lấy xe thôi. Có chim hay là lấy xe hết. Chim lông gần hết rồi mà một cọng lông đuôi nó nhú hương, nếu một phân hương 20 ngày vẫn như vậy đó là gì vậy anh? Cái đó là thua nha. Cái đó về thì nói chung là tự nhiên nó đang ra mà nó nhú vậy mà nó không ra, thì bây giờ muốn biết thì phải bắt ra coi lại cái lông đuôi nó bị vấn đề gì. Lúa đâu mà bắt anh không? Bây giờ chúng ta không có lúa thì chúng ta chơi những cái giải nó bình thường. Anh em giờ chúng ta nghèo, chúng ta đòi đi ăn nhà hàng làm sao được, đúng không? Bây giờ chúng ta ở có kinh tế như vậy thì chúng ta phải bằng lòng với những gì chúng ta có. Thế chúng ta nghèo Nam Râu giờ cũng đâu dám mơ mộng lên xe máy xe hơi đâu, chơi bình thường thôi. Đi có giải là vui. Chúng ta chơi đam mê, thỏa mãn đam mê thì chúng ta may tầng nào thì gió tầng ấy. Bây giờ mây trên trời gió dưới đất thì sao gặp nhau được? Ngỡ Ngàng còn có một mắt sao lấy xe được nữa thầy? Không anh, nó nhiều khi nó hay nó mà hay, không phải là một mắt nó không lấy được. Vậy đầu tư vé số được không anh Râu? Nếu anh em mà có thôi, nó thì khuyên anh em luôn không nên mà trúng số đâu. Trúng số chưa chắc là một cái điều may mắn thật sự vậy. Có nhiều người đã nhà đang khá giả, vợ đẹp con ngoan nha, trúng số vô cái là thấy là từ vài năm sau thấy là từ ở nhà lầu xe hơi ra là ở nhà thuê là uống bia hơi mà đi xe ôm luôn á. Vợ mình thì bắt đầu là đưa cho người khách xài, con mình đưa cho người khách xài đó. Nên cái số cũng chưa chắc trúng là đã điệp tốt đâu. Người nào trúng số phải biết cách để vậy là duy trì thôi. Nha, anh em nha, nói thật với anh em, chim chúng ta mà bị những bệnh lý Nam Râu trên thua, ví dụ như anh em phải biết con chim ta nó bị, nhưng nó bị trường hợp như bạn đó vừa ra, nó ra 20 ngày mà nó không ra, chúng ta phải bắt ra. Thì chúng ta nghiên cứu hoặc chúng ta phải nuôi cứ để đi. Bây giờ nó là đã bị rồi, chúng ta không giải quyết liền được, chúng ta phải đợi nó cứng lông xong, nó bị vấn đề gì bắt đầu chúng ta mới bắt ra để chúng ta kiểm tra. Nó bị thiếu cái gì thì sau này chúng ta bổ sung cái đó. Trúng số là tới số nhà này. Tư vấn về thuốc sổ dung ký sinh trùng đi anh. Cái sổ dung với ký sinh trùng đó là nói chung là anh em nào cảm thấy cái đó nó hợp lý thì anh em dùng, chứ Nam Râu cũng chả khuyên. Cái bán cái canxi hay là thuốc tắm hay là cái sổ dung đó thì cũng chả có là giàu được. Kể cả bán cám luôn rồi là cái kiếm thêm ngoài thu nhập, Nam Râu cũng không phải là chết sống vì cái nó. Nên Nam Râu chia sẻ anh em thì anh em cảm thấy ok thì dùng. Giống như Nam Râu mở cái tạp hóa, anh em thích anh em ghé mua, anh em cần thì mua. Nên Nam Râu cũng không có phải khuyến khích anh em phải đổi cám qua dùng cám chung với Nam Râu hay sử dụng hết nha. Thì trên tinh thần là vậy đó, tại vì nói chung là bản thân mình cảm thấy ok và giao cho rất nhiều anh em thấy ok thì mình cứ duy trì mình bán. Cả bản thân mình khi nào thấy không ok nữa, thấy nó không có hợp lý thì mình tự ngưng. Đó, nên nó là về vấn đề này Nam Râu vẫn đứng trên cái cương vị rồi gì trung lập nha. Nên không có khuyến khích anh em là phải dùng cảm theo Nam Râu hay dùng cái dùng. Tại vì cái kính trùng nhiều người cứ nói vô ra là ruột chim ruột thẳng thì nó lại xăm gì mà có, đúng không? Thì cái ruột thẳng ở đây là theo suy nghĩ của chúng ta luộc từ miệng xuống cái hậu môn, nhưng không phải. Con chim anh em mổ ra nó cũng như con gà, nó chỉ khác con gà là nó có, con gà nó có cái diều, chim chúng ta nó không có diều để nó chứa lại nha. Thì con người chúng ta có cái dạ dày, con chim nó không có, nó có cái tướng khác, nhưng mà cái ruột vẫn cong bình thường, trong nó có những cái ký sinh trùng là bình thường. Còn hồi xưa giờ thì không dùng thì cũng không sao nha, nếu anh em nào dùng thì dùng. Không có thời gian phơi nắng sáng chiều, em phơi nắng trưa liệu ổn anh. Nếu mà không có anh em vẫn phơi được nha, nắng nào miễn có là được. Nếu chim chúng ta mà nó hay, chúng ta phơi như thế nào có nắng nó ổn định là nó vẫn có dạy được, nhưng mà nó không đạt thì không độ thôi, chứ không phải là nhất thiết anh em phải phơi nắng sáng hay nắng chiều thì chim chúng ta mới đi lấy dạy được. Cái cốt của chim là chính đó, xong rồi chúng ta bổ trợ thêm những cái chăm sóc để chim nó đạt được cái phong độ thôi. Còn khi chúng ta chăm sóc nó không tới thì phong độ nó không đạt được đỉnh cao, ví dụ nó 10 điểm thì nó đạt 6-7 điểm, chúng ta hay vẫn lấy dạy là bình thường. Tẩy giun sáng ok quá em, cả vàng của anh tại xong một tuần thấy ăn cám nhiều hơn, chuẩn bị chiến được rồi. Rồi cảm ơn anh Dũng Trầm Phương. Đúng rồi, sổ giun xong anh em vẫn cho ăn lại bình thường nha, có nghĩa là giống như chúng ta thôi. Hàng năm định kỳ bác sĩ khuyên sẽ sổ giun 2 lần, giun sáng 2 lần để giao để hỗ trợ đường ruột để tiêu hóa tốt hơn nha. Thì chúng ta trong khi sổ thì chúng ta hạn chế ăn những cái đồ sao tươi sống thôi, xấu chúng ta ăn là bình thường. Chim bị đường ruột trị số này Nam Râu là không có trị, không dùng thuốc và cũng không bán nha. Nhưng mà Nam Râu chia sẻ những cái là cái dân gian mà Nam Râu đã áp dụng và thành công. Thứ nhất là bị đường ruột, thứ hai là rơi vào mà bị mãn tính nha, bị mà gọi là cũng bị bệnh mà bị ung thư đường ruột á. Bây giờ như vậy thì bệnh thì Nam Râu không biết, nhưng mà anh em vào trường hợp chúng ta nuôi cám nó nóng hoặc là thời tiết anh em nóng, anh em không để ý chim ta nó bị uống nước nhiều chứ nó thành thói quen thì nó phân nó bị nát bị bã. Thì anh em lưu ý cho Nam Râu. Đây là một cái quá trình Nam Râu để là trị những chứng bệnh nuôi Nam Râu mà thời gian dài, tính tháng năm nha anh em. Như những con của Nam Râu trị thì con nào nhanh cũng vài tháng, con nào mấy phải 1 năm hơn 1 năm đó, nó phải ổn định dần. Thứ nhất anh em phải xem lại cái vị trí treo, chúng ta để ý nha, cái vị trí treo nó cực kỳ quan trọng, nó liên quan đến cái đường ruột con chim á, nó uống nước nhiều hay không lắm. Thứ hai, đối với những chú chim đó rồi nó bị rồi, chúng ta nên tìm cách chúng ta trị, chúng ta quên cái chuyện ta đi đấu đi, nên chúng ta chuyển qua lồng lực. Anh em có lồng lực 60 anh em cho vào cho nó thoáng nha, mở áo ra nha. Vị trí treo 1, qua lồng lực cho thoáng, mở áo ra cho chim nó thoải mái. Rồi chúng ta cho ăn những loại trái cây để bổ trợ đường ruột nha. Còn khi chúng ta dùng thuốc hay những cái loại cái lá đó như lá chè xanh không, nó không dùng rồi, chim nó không uống, nó không có tác dụng gì hết. Tại vì chúng ta sử dụng lâu chim ta bị mất nước. Ví dụ chúng ta vô lá chè xanh anh em vô từ sáng chiều nó quá khát rồi, hầu như chim ta một ngày nó chỉ uống vài mỏ thôi, nghĩa là cái lượng nước nó đang ở mức độ cao mà giờ nó xuống thấp, chim ta bị suy, và khi chúng ta ngắt ra nó uống lại rất nhiều, đau vào đó mà lại ảnh hưởng đến sức khỏe con chim. Nên chúng ta vẫn chăm bình thường, vẫn uống nước bình thường nha. Anh em nên bổ sung thêm canxi để nó hỗ trợ về cái cưa và nó cũng là hỗ trợ về đường ruột. Khi có cái canxi vào nó cũng làm con chim chúng ta nó uống nước cũng là ít lại nha anh em. Tại canxi nó cũng không có phải là ấy, nó không có uống nước nhiều, tại nó không mùi vị gì mà cảm giác chim ta sẽ uống nước ít lại một chút, thay vì nó uống ống thì nó uống 2-3 ống. Đó, để mà nó hỗ trợ cho chim. Đó, canxi thì anh em dùng thì nên là 1 tháng anh em bổ sung 2 lần, 1 lần anh em cho uống từ 3-5 ngày nha. Tháng chúng ta nên bổ sung như vậy, không làm dụng quá nhiều đối với chim ta đang thi. Thì chúng ta sẽ cho ăn loại trái cây, thứ nhất là ổi ruột đỏ, 2 là chuối ươm, 3 là đu đủ. Ngoài ra cái Nam Râu hay dùng đó là táo, tại vì trong táo nó có hàm lượng nước, nó không hỗ trợ đường ruột nhưng mà nó hàm lượng nước. Khi chim nó ăn có hàm lượng nước thì nó uống nước ít lại nha. Trưa phơi nắng cỡ bao nhiêu vậy? Tùy cơ địa con chim và tùy giai đoạn anh. Nhưng mà trung bình trưa anh em mà phơi mà nắng gắt, tùy theo độ nắng gắt nữa hay không, anh em phơi trung bình khoảng từ 15 đến 30 phút. Rồi tùy thuộc vào cái độ nắng và cái cơ địa con chim và giai đoạn chim nó ở mức nào thì chúng ta phơi, chứ không có một cái con số nhất định nào hết nha. Đối với Nam Râu là chăm chim là phụ thuộc vào cái nhìn nhận và cái sự hiểu biết của nghệ nhân đối với con chim của chúng ta. Không một ai hiểu con chim chúng ta hơn chúng ta đâu, không có một cái công thức nào mà nó chính xác cho tất cả chim hết, nên chúng ta phải tư duy để chúng ta chăm cho nó phù hợp nha. Chim ho có thuốc ho gửi em trị đi anh, ho 1 tháng nay chưa hết. Nam Râu thì không bán thuốc và Nam Râu cũng không có trị thuốc, nhưng Nam Râu có sử dụng cái loại thuốc này, nó rẻ, thuốc da cầm nha. Nam Râu thấy nó cũng tương đối hiệu quả. Vừa rồi hàng nhân nó bị và Nam Râu trị, hiện tại giờ anh em thấy hàng nhân là Nam Râu không thấy bị tái lại. Đôi khi có những lúc nó bị dính gió nó vẫn sặc nhẹ, nhưng mà Nam Râu cũng không dùng thuốc nữa mà Nam Râu chỉ treo lại những vị trí khác, nó tránh gió thôi. Thì lâu nay thấy nó cũng sung mãn, sức khỏe nó tốt. Quan trọng là cái sức khỏe nó tốt thì cái đề kháng nó mới có thôi. Thì đối với anh em nào cần thì inbox cho Nam Râu, Nam Râu gửi qua anh em ra ngoài mua nha. Nam Râu không bán nha, cái thuốc này nó có mấy ngàn thôi. Nam Râu mua 8.000, không biết chỗ khác nó bán sao. Thì để gọi là Nam Râu biết thì chia sẻ với anh em. Nhưng có những chim bị anh em phải bắt ra vệ sinh mũi, tại vì trong quá trình nó ho, nó bị chảy nước mũi thì cái lỗ mũi con chim mình nó rất là nhỏ nha anh em. Có những cái đó nó tạo cái màng làm chim ta nó không thở được, thì bắt buộc chúng ta phải vệ sinh nha. Thì vệ sinh thì anh em cũng coi cái clip trên cái fanpage của Nam Râu thì anh em coi đó chính xác. Nam Râu nói sơ sơ qua vệ sinh là anh em phải bắt chim ra, anh em nhỏ mỗi bên một dòng nước muối sinh lý nha, nước muối mà nhỏ mắt mũi cho em bé đó, đó một chai hình như là 5.000 đó. Anh em nhỏ mỗi bên một giọt, đợi khoảng 10 đến 15 giây nó thấm vô, xong anh em nhỏ mỗi bên một giọt nữa, anh em lấy miệng hút nha, hút cho cái nước đó nó thông đi cái lỗ mũi nó. Xong rồi chúng ta kèm thêm cho uống cái thuốc đó nữa, thì khả năng nó sẽ hết. Đó thì là Nam Râu chỉ hỗ trợ anh em. Còn liên quan đến bệnh lý thì Nam Râu không có hiểu rằng nên không bán thuốc nha. Kể cả Nam Râu có dùng cái loại thuốc nào, Nam Râu có hết thì Nam Râu cũng không bao giờ bán, tại vì cái về cái bệnh lý mình không hiểu đâu. Và thường cái bệnh lý là phải hợp nó mới hết được. Trước khi đi thi có cần nhắc dò trước 1-2 ngày không anh? Nếu chim ta nó ổn định chúng ta không nhấp nha, chim ta đang ổn định chúng ta không nhấp gì. Chỉ có trường hợp chim ta nó gọi là không được ổn định, nó đánh bắp bên thì anh em sợ anh em nhấp để anh em coi con nào được đi thôi. Còn chim ta đang ổn định rồi chúng ta không nhấp. Chim em uống nước ít, treo chỗ mát, ăn uống bình thường nhưng phân vẫn không tốt, kiểu như nó bị phân ướt lúc thay lông là do đâu anh? Phân á, nó phải phụ thuộc vào cái độ lửa con chim, nghĩa là cái thể trạng con chim rồi. Hay là có những con chim cái đường ruột nó quá tốt thì dù nó yếu hay không yếu phân nó vẫn luôn luôn đẹp, nhưng đa số chim ta rơi vào trường hợp là phải phụ thuộc vào cái độ lửa nha. Tại trong quá trình chúng ta sử dụng con chim chúng ta muốn cho về ăn là cho thôi, nó không có rồi cho chế độ hết thì đâm ra đường ruột chim ta sẽ bị ảnh hưởng về lâu dài. Thì thường chim ta phải phụ thuộc vào cái thể trạng chim á, cái lửa. Có con chim nào mà cắn lửa, con chim nào sung mãn thường á phân nó sẽ khô, tại vì lúc đó tình trạng sức khỏe tốt. Khi sức khỏe tốt thì độ hấp thụ cũng vậy. Có người chúng ta vậy, anh em mà khỏe người anh em ăn uống anh em thấy tiêu hóa nhanh lắm. Nhưng anh em nào mà mệt người, anh em ăn hơi nhiều xíu, anh em cảm thấy nó chướng bụng thì anh em suy nghĩ con chim y chang vậy nha. Thì đôi lúc là chúng ta phải xem thứ nhất là trạng thái con chim chúng ta ổn định hay chưa. Chim ta nó yếu thì phân nó hơi bẹp xíu, thời tiết nó bất ổn thì bị là bình thường. Mùa này chim anh em bị là bình thường nha, không có vấn đề gì. Anh ơi chăm lông chim hay phè là do đâu? Những con chim mà nó phè lông, thứ nhất là do cái cấu tạo lông, thứ hai là do chim chưa ổn định, anh em nuôi xong lông, và thứ ba có thể anh em nuôi lông nó chưa hết nhau, nó còn bị lông sót nhiều thì cái lông mà nó cũ thì nó không được xếp nếp lại so với cái bộ lông mới. Lông mới thì những cái lông nó bóng mượt, nó xếp sát hơn đó, thì nó có những nguyên nhân đó thì anh em phải nuôi từ từ. Anh em nuôi xong anh em vào chế độ lực trên kia mình nó căng ốp lông nha. Còn là chim chúng ta mà lông dày quá thì thôi, có những con chim nó quá dày rồi không ốp nổi. Chiến binh phơi nắng đứng há miệng không có sao, có sao không anh? Tư vấn giúp em. Chim mà há miệng anh em phơi nắng gắt con nào cũng bị nha, tình đó là tình trạng bình thường. Cái độ nắng nó cao thì con nào cũng bị. Khi mà nó mệt nắng vô nó không thở lù mũi kịp thì nó bắt buộc nó phải há thôi. Kể cả anh em thấy trên vàng nó thi đấu con nào chạy nhiều nhưng chim nó bắt đầu nó há miệng, nó quýnh và cái chịu cái nhiệt độ nó lâu nó quen rồi thì nó mới ngậm lại đó, nên cái chuyện đó bình thường. Chim có đen sổ sáng không anh? Cái đó là tùy theo dụ anh Trường Tỏi thôi, nghĩa là cái đó là cái nhận định của mình. Mình tin là nó có những cái trùng sáng là chúng ta sổ, chúng ta không tin thôi, chả có vấn đề gì. Ngày xưa giờ có người không sổ thì cũng vậy, đấy mới có người chúng ta thôi. Anh em mà 1 năm 2 năm chúng ta không sổ cũng vậy thôi, nhưng mà bác thì họ khuyên chúng ta nên sổ 1 năm 2 lần để có diệt dung sáng, để sao đường ruộng chúng ta nó hấp thụ thức ăn đó. Còn cái đó giờ Nam Râu, tại vì sao Nam Râu cũng có bán cái đó, mà giờ nói nên hay không nên nó không được gọi là nó trung lập lắm, nên bởi vậy tùy anh em cần thì anh em liên hệ Nam Râu, Nam Râu giao thôi, Nam Râu hướng dẫn cho anh em bị để anh em sổ. Chứ còn mà anh em dùng không dùng thì Nam Râu cũng không khuyên nha, không khuyên. Nam Râu cũng chẳng có vẻ vì bán mà đi tư vấn cho anh em nói sai lệch đâu. Cái gì Nam Râu cảm thấy nó ok thì Nam Râu chia sẻ với anh em thôi. Hậu 70k ít quá anh Râu, thì đó là do cái lượng là phân ra rồi em, để cho anh em. Tại vì một hũ đó thật sự đó, một hũ 70k, cái hũ đó pha 160ml, một con chim trung bình một ngày nó uống khoảng 20-30ml thôi, mà thường nó uống không hết đâu, chúng ta pha để chúng ta để vậy thôi. Đó, thì một hũ anh em sổ mà anh em mà sổ 2-3 ngày liên tục, anh em sổ được 3-4 con rồi, mà một năm anh em chỉ sổ 2-3 lần với mấy đó. Thường đó là khuyên là 3 tháng sổ lần, anh em 3-4 tháng anh em sổ lần, 5 anh em sổ 2 lần chả nữa gì đó. Nên vấn đề là có nhiều quá chúng ta sử dụng đâu làm gì đâu. Cám Văn Tài cho ăn trái cây nào cho nó phù hợp anh? Đúng ra Nam Râu đã làm cái clip này rồi, nhưng mà nhiều khi dạo này nó lu bu quá, mà được rồi chim nó càng bị bệnh quá, không có tâm trạng để làm nha. Thì Nam Râu chia sẻ anh em luôn. Riêng về Cám Văn Tài thì Nam Râu sẽ chia sẻ anh em về cách chăm cho nó hiệu quả. Còn cám khác thì Nam Râu không biết, anh em có thể tham khảo thôi, tại mỗi cám hàm lượng khác nhau thì nó sẽ chăm khác nhau một xíu, nhưng mà hầu như cách sẽ giống nhau, nhưng mà nó chênh lệch về một xíu, về cái độ nắng, về cái độ hàm lượng. Thì cái về cái cám anh Văn Tài thì Nam Râu cũng tìm hiểu và nói chuyện với bên nhà sản xuất anh Văn Tài thì về chất hàm lượng chất khá nhiều, nên cái công thức mình chăm á, nó sẽ có những cái nó khác chút về hàm lượng mồi, trái cây và cái giai đoạn. Anh em nào nuôi long á xong á, anh em bắt đầu vào chế độ thì theo Nam Râu đã chia sẻ lần trước nha, anh em Nam Râu đang nuôi như thế này rất hiệu quả luôn. Hay là sau khi ngớt phấn là chúng ta nên ra làm lực lúc đó, không nên ra sớm, ra sớm không có tác dụng gì hết nha. Anh em đừng có 70 hay là 80% anh em ra. Ai mà ra đó mà chim săn bị vấn đề gì thì liên hệ với các người nào chỉ cái phương pháp đó mà để hỏi nha. Hỏi Nam Râu không tư vấn được, bị rồi không tư vấn được. Khi bị rồi anh em mới đi tìm gì, khi trước khi bị thì Nam Râu chia sẻ để anh em phòng rồi. Tại vì anh em có suy nghĩ 80% lông hay 70% lông anh em vào lực có tác dụng gì đâu, chúng ta tập lực tập lực để hơn lực khác không có, chả có tác dụng gì hết. Cứ nuôi cho nó xong lông từ từ, thêm gửi nửa tháng cho nó ổn định, cho nó ngớt phấn đi, lông chúng ta nó cứng cáp đi, chúng ta ra. Thì giai đoạn chúng ta ra rồi thì anh em nên giai đoạn này chúng ta bổ sung rồi, anh em đừng vội nắng. Trong 2 tuần đầu đó anh em nên nhẹ nhàng nắng cái Nam Râu, hai tuần đó thì trong cái tuần đầu anh em không nắng được, hoặc anh em có nắng thì nắng sớm cho Nam Râu nha, 6-7 giờ nắng đó là tốt, nắng đó không ảnh hưởng. Nhưng mà nắng bắt đầu tới 8 giờ rồi đi là hơi bị gắt đó. Anh em phơi đó, nó dẫn nó gãi, nó sẽ làm cho nó ê lông nha. Đó thì trong 2 tuần đầu đó là giai đoạn để chúng ta gì bổ sung dinh dưỡng đầy đủ trong quá trình thay lông nó bị thiếu. Thứ nhất là những cái nguồn trái cây trong quá trình thay lông chúng ta ít dùng, đó là một là chuối nè, đúng không? Hai á là cái hàm lượng như là cà rốt hấp, anh em xiên thì hấp, Nam Râu chủ lực là chuối thôi, Nam Râu cực kỳ làm biến hấp nha. Cái cà rốt thì anh em nào xiên thì hấp, một tuần anh em nên hấp, nếu không có hấp anh em cho một tuần cho hấp mật ong lần nha, còn bình thường anh em hấp không cũng được. Đó rồi chúng ta bơm mồi thì lúc này giai đoạn này tùy thuộc vào cơ địa con chim và cái sức ăn chim, anh em bơm trung bình khoảng từ 15 đến 20 con cào gà trong giai đoạn này để con chim ta nói xong nó phục hồi lại cái thể trạng và nó tăng lên cái sự sung mãn nha. Thì tùy thuộc vào con chim, nó có những con chim anh em ăn ít rồi anh em có ép rồi cũng ăn có nhiều đâu, nhưng con chim nào ăn được thì anh em trung bình cho từ 10 đến 20 con đi. Đó tùy thuộc con địa con chim. Giai đoạn này chúng ta bơm để con chim ta này nó tăng lên sự sung mãn, mà nó lấy thêm cái chất để con chim ta nó khỏe. Đó thì chúng ta bơm mồi trái cây để giúp con chim chúng ta nó đạt cái thể trạng trong giai đoạn này và nó ổn định cái lông. Chúng ta chỉ có dọn vệ sinh, tắm rửa, nếu có phơi thì phơi nhẹ dùm Nam Râu nha. Đó thì anh em trong 2 tuần này anh em nuôi chế độ vậy. Rồi giai đoạn con chim ta phải xem độ lửa đến đâu. Khi chim chúng ta nó độ lửa nó tăng cao nha, ví dụ anh em nuôi trong giai đoạn đó anh em bơm bắt đầu anh em thấy chim ta nó vào lửa, 2 tuần đó anh em bắt đầu, sau 2 tuần chúng ta vào nắng, vào chế độ nắng. Chế độ nắng này là chúng ta vào để chúng ta thích nghi, xong rồi chúng ta vô ổn định là siết, tại vì 2 tuần đó từ ngày ngớt lông 2 tuần là lông nó tương đối là ổn định, thêm 1 tuần nữa là tương đối cứng lông là khô luôn chân máu á, là lúc đó chúng ta bắt đầu vô chế độ vào nắng cho nó quen và chúng ta siết anh em siết. Thì lúc này thì tùy thuộc vào cái giai đoạn đó để chúng ta coi chim ta để nó canh chỉnh. Nếu chúng ta siết thì chim chúng ta nó sịm bã, lúc đó chúng ta lại bơm mồi, chúng ta sẽ bơm mồi nhiều hơn bình thường để chim ta nó có cái thể trạng tốt. Nhưng anh em nuôi khi mà chúng ta vào chế độ xả chim ta đã ổn định lửa rồi thì lúc đó anh em giảm lượng vào, tại vì trong cái cám của ông Văn Tài chất ổng rất là nhiều, ảnh đều khá là nhiều chất và ổn định rồi. Anh em lúc đó anh em trung bình cho Nam Râu từ 5 đến 7 con thôi mỗi ngày nha, không cần phải cho nhiều, tại vì cho nhiều quá nó lại làm con chim ta sung mãn, nó dư đi làm con chim chúng ta nó có sinh ra những cái vấn đề khác. Máy càng là tương đối ổn định rồi nha, còn có vấn đề khác nữa để cho ông giải quyết về cái cơ. Máy càng nó ổn định rồi nha, hồi đó nó bị yếu về cái cơ bên trong, thì hiện tại bây giờ cái cơ đã ổn định, nó đang bị về cái khớp chân, tại do nó sung lên cái đó nhảy, nó sung 3 khí nó nhảy đầu cái khớp chân còn yếu á, nhảy nó bị sưng lại cái khớp ngay cái chỗ cổ chân này. Thì giờ để ăn ra để điều trị khớp cổ chân này, ổn định khớp cổ chân nữa coi như là xong. Còn về cái cơ đó thì nó đứng lên được rồi, nó khỏe trong cái cơ rồi. Đó thì về khi chúng ta duy trì cho Nam Râu giai đoạn khi vào lửa, anh em cho ăn chuối chủ lực nha. Còn cái cà rốt anh em ưng thì anh em làm, Nam Râu không làm, Nam Râu cực kỳ làm biến về cái cà rốt. Thì Nam Râu dùng là chuối và cái táo là 2 cái trái cây chính trong vấn đề mà nuôi lửa lông. Ngoài ra thì có những cái phụ lâu lâu cho ăn miếng cam nè, rồi cho ăn định kỳ thêm đu đủ để hỗ trợ về đường ruột nè, anh em có ổi ruột đỏ anh em vẫn cho ăn nè, rồi lâu lâu anh em vẫn dặm miếng nước khế nè. Rồi có loại anh em có trái cây gì ngon rồi như nho vậy hả, mà nho sạch đó anh em cũng cho ăn cũng được, nói chung loại trái cây nào cũng cho ăn được mà chúng ta cho ăn dặm thôi. Nhưng mà chủ lực là vẫn 2 cái loại đó là chuối với táo. Thì giai đoạn chúng ta bắt đầu vào lửa nhẹ thì chúng ta nuôi chuối nhiều hơn nha. Đó, bắt đầu vào lửa chúng ta nuôi chuối, ví dụ như 1 tuần là có 7 ngày thì chúng ta có 1 ngày cho ăn cái loại trái cây mát đi. Đó là các loại kia thì anh em muốn bổ sung nào thì tùy thuộc vào. Đó thì chúng ta dùng chuối nó khoảng 4 ngày, 2 ngày chúng ta dùng táo. Khi chim chúng ta đạt lửa rồi thì chúng ta giảm chuối lại nha. Có khi những con chim nó quá hung hăng ta không dùng chuối luôn, hoặc 1 tháng ta bổ sung 1 vài lần nha. Chúng ta nuôi những cái loại trái cây như là táo nè, chúng ta phải cho ăn thêm là những cái loại trái cây khác nữa, nó mang tính chất mát. Tùy thuộc vào con chim nữa chứ không phải là con nào cũng giống nào. thì anh em phải canh chỉnh về cái hàm lượng nha. Nhưng mà làm gì làm, anh em phải nhớ cho Nam Râu cái công thức này. Cám là nguồn dinh dưỡng chính, con chim phải ăn đều cám trong một ngày nha. Thứ hai là phải ăn thêm trái cây để nó điều hòa lại cái lượng chất. Thứ ba là mới đến mùi tươi. Chim mà ăn cám với trái cây, ít ăn mùi tươi thì cũng tương đối ổn định, nhưng mà chim mà ăn cám mà không ăn trái cây cũng về lâu dài cũng không tốt. Ăn trái cây nhiều không ăn cám cũng là không tốt, mà chim ăn cám quá nhiều cũng không tốt. Nếu mà trong cái giai đoạn con chim ăn thiếu chất, con cám nó ăn nhiều cám, ăn ít trái cây lại một chút không sao. Nhưng mà một con chim mà nết ăn quá nhiều để nó sinh ra cái mập á, thì chúng ta phải xem lại để chúng ta điều chỉnh về lượng cám. Cái lượng cám là sao phù hợp. Có những con chim anh em thấy nó ăn quá nhiều và nó sẽ mập, nó nhảy không nổi luôn, nó yếu. Thì giờ sao anh like mà Facebook thông báo, tại vì cái trang anh nó đang bị hạn chế đây, nó chưa gỡ nên là hầu như là nó chưa cho tương tác mạnh. Đó thì là có những giai đoạn anh em để ý chim ta tự nhiên nó đang ăn cám nhiều. Rất nhiều người hỏi em đâu, đang ăn cám nhiều tự nhiên á, cái giai đoạn này nó ăn cám ít lại, nó ăn trái cây nhiều hơn thì là bị gì? Thì thật ra con chim á, là nó bản thân nó mới cảm nhận được cái lượng chất trong người nó. Thì có những giai đoạn nó ăn cám, nó đủ chất trong cám rồi thì nó chỉ có ăn trái cây. Ví dụ giai đoạn anh em thấy đặc biệt là trời nắng, trời nóng thì anh em cho ăn á, thì nó ăn trái cây nhiều hơn ăn cám. Ví dụ giai đoạn đó thì đó là chuyện bình thường, không vấn đề gì hết. Đó thì bản thân con chim nó tự nó canh chỉnh, và chúng ta để ý coi nó ăn nhiều cái hơn mà lượng cám nó cũng có ăn. Thay vì nó một ngày đó nó ăn trung bình là 50 hạt thì hôm đó nó ăn, nó cảm thấy đủ rồi, nó ăn 20-30 hạt là được. Nó đừng có bỏ cám là được nha anh em. Đó, khi có trái cây và cám, nếu con chim màu mà có trái cây cám ăn trái cây không mà bỏ hẳn cám luôn là chúng ta phải xem xét. Còn đây nó có ăn cám ít hơn nhưng nó ăn nhiều loại cây gì đó là do cái sự điều tiết của con chim. Nên nó chúng ta canh chỉnh về cái chế độ chăm thì chúng ta phải nhìn nhận về cái cơ địa của con chim ta để chúng ta chăm nó khác đi, chứ không ai giống ai đâu. Chúng ta để xem idol chia sẻ là để chúng ta học hỏi, chúng ta đưa cái phương pháp riêng. Chim một cái idol nó đúng, nhưng mà chúng ta chăm theo đó mà chim ta mà nó không đạt là do chim ta nữa. Chứ anh em cũng có nhiều anh em xem xong anh em áp dụng không được, anh em có thể trách. Không phải cái chế độ nó phù hợp với chim người ta mà chưa chắc nó phù hợp với chim của chúng ta. Mà chế độ chim chúng ta chăm nó nhiều khi nó đơn giản vậy mà nó đạt, anh em đi giao người khác chăm kỹ hơn nó lại không đạt bình thường. Trước ngày thi ủ như thế nào vậy anh, có cắt nắng không hay là phơi bình thường? Đây là một cái chế độ mà nói chung rất là nhiều anh em đang quan tâm. Thế là nó phải phụ thuộc vào cái yếu tố, vào thời tiết, vào về cơ địa và cái độ lửa của chim ta để chúng ta xem xét có nên phơi hay không phơi, phơi ít phơi nhiều. Nhưng mà đặc biệt vào ngày trước thi, ngày chủ nhật thi, chủ nhật thứ bảy là ngày đó chúng ta không thể phơi quá nhiều. Có phơi hay không phơi là do cái giai đoạn chim ta có cần hay không. Anh em mà nuôi mà nắng nó ổn định, nắng nó đều, anh em phải đều trong các ngày trong tuần thì những ngày đó anh em không còn phơi. Chúng ta chỉ cần chim ta nó theo thể trạng nó tốt, lửa nó đang ổn định. Cái nắng là cái gì? Cái hỗ trợ giúp con chim ta nó thì theo cái độ lửa nó căng hơn thôi. Chứ còn cái lửa đây là phụ thuộc cái thể trạng chim ta nó khỏe không người, nó sung mãn là nó có lửa rồi. Còn cái nắng để cái duy trì cái độ lửa nó cao hơn và ổn định, anh em nên nhớ vậy. Còn chim nó yếu, anh em có phơi nắng đời nào không vậy? Anh em có phơi nó gấp 10 lần chim khác cũng chạy vậy. Không có làm, nắng không làm cho con chim nó có lửa, mà nắng là giúp con chim nó giữ lửa và nó đạt được cái độ lửa cao nhất. Anh em phải nhớ là vậy. Còn cái sức khỏe của chim mới là cái lửa. Chim mà không khỏe anh em phơi như thế nào vậy? Bây giờ nhiều anh em hỏi chim em chầm lửa do chim anh em chăm nó không đạt cái sức khỏe. Cái con người của chúng ta khi chúng ta không khỏe chúng ta không làm gì được hết. Phải khỏe trước, khỏe rồi bắt đầu chúng ta mới có sự sung mãn để ta làm công việc nó mới giàu, nó đạt được cái hiệu quả. Thì con chim cũng y chang vậy. Đầu tiên anh em phải coi cái thể trạng chim ta nó ăn uống khỏe không, phân tiêu không. Tại sao Nam Râu hầu như Nam Râu chim Nam Râu hay coi phân cứ kinh khủng khiếp. hầu như một ngày có khi coi là 2-3 lần luôn nha, để sao để điều được cái lượng cái trái cây. Thì Nam Râu chia sẻ với anh em là như con hàng nhân là một chú chim khó nha. Ngày xưa Mr. Ngọc mua người ta là từ ngày trước đó con chim đã ít ăn cám, hầu như nó không ăn luôn, ăn trái cây nhiều đó. Thì ngày xưa là có người cho ăn cám nóng thì nó còn chơi, sau này nó lình xình đổi cám gì đó rồi nó bất ổn, bây giờ là nó không chơi luôn và nó hầu như nó không chịu ăn cám. Thì vấn đề là phải duy trì làm sao nó mới cực. Nên bây giờ nối với nó một ngày em đâu có thể coi đến vài lần về phân nó để coi thì mấy đợt này thấy nó ổn định nào, vừa găm trái cây vừa để cám, nó có trái cây mà nó vẫn nhảy ra đang cám là thấy tương đối ổn định. Còn ngày xưa Nam Râu điều cực nổi là phải thời điểm nào phải vô trái cây để ngắt cây ra, nó ít ăn cám lắm rồi đó. Nên bởi vậy là chúng ta phải theo dõi để coi tình hình nó ăn uống như thế nào để cái thể trạng chim nó đạt, và nó ăn uống vậy thì chim nó thể trạng nó đạt như vậy nè. Và chúng ta điều chỉnh về cái lượng ăn uống của nó mà thấy con chim nó tốt hơn thì cái hướng điều chỉnh đó là đúng. Cái nghệ thuật của người dám chim là ở chỗ đó, và cái đó chỉ có bản thân của chúng ta mới biết con chim ta nó đạt. Thì tại sao Nam Râu nói là không có công thức, không phải đơn giản con chim nào anh em cũng sáng ra bỏ cám, bỏ miếng chuối, bỏ ào cào, đến giờ đem ra phơi nắng, rồi đến giờ đem ra tắm coi như chúng ta xong. Không phải, cái đó không phải là môn nghệ thuật, đối với con chim dễ. Còn chim thì mỗi con một cơ địa, mỗi con một tính đó. Thì anh em không hiểu được thì không ai hiểu được nó hết, người ta không chia sẻ anh em chính xác được nha. Nên đó là khi chúng ta phải coi được cái chế độ chúng ta chăm về cái hình thức nội cái ăn không, anh em phải canh chỉnh làm sao chim ta ăn cho nó hợp lý, mà chúng ta thấy thì thay đổi chúng ta nó phù hợp mà chim ta đi lên, thì cái đó là cái hướng tốt, và cái đó là cái kiến thức để cho anh em mà tích góp mà người khác không chỉ được đó. Nên tại sao nhìn phân để sao có những lúc phân nó có cám, hoặc có nhiều lúc thấy phân nó ăn mà nhiều cám quá thì chúng ta coi lại cái lượng trái cây nó ăn, tại nó ăn quá nhiều cám mà trái cây nó ít thì đường đụng chim nó hấp thụ không thể hết được. Và thứ hai là các loại chất nó không có điều hòa được đó, thì chúng ta phải coi chúng ta canh khi mà chúng ta canh chỉnh mà ở vùng con chim nó đang ổn định về đường đó. Các bạn có những con chim anh em nó ăn quá nhiều cám, đôi khi chúng ta phải ngắt bớt cám để cho ăn chuyển qua ăn trái cây và mồi tươi để sao nó duy trì cái thể trạng. Ăn cám quá nhiều mà ít hoạt động nó cũng mập nha. Các loại lượng chất ở trong cám nó sẽ khó tiêu hóa hơn ở trong trái cây và trong mồi, đó là điều đương nhiên ai cũng biết. Nên bây giờ nhưng mà nhiều anh em biết nhưng mà lại không áp dụng được cho cái phương pháp nuôi để con chim nhiều khi nó ăn quá nó mập lụ, mập thì sinh ra các bệnh lý yếu sinh lý bay nhảy rồi không được mạnh mẽ nha, nhịp điệu không được căng. Nên bởi vậy là thi rớt cô hàng xóm không khoái nên bởi vậy là cái đó là các anh em phải nhìn nhận. Thường nữa là những cái này thì anh em xem ít ai chia sẻ anh em chi tiết như vậy đâu. Đó thì của Nam Râu là cái người mà có thời gian nhất mà để nghiên cứu để chia sẻ cho anh em sát sao vậy. Còn cái idol anh em thông cảm, người ta bận khúc trăm công nghìn việc, người ta kiếm tiền nữa đó, người ta chia sẻ cái chung chung nên không có nào đâu anh em. Rất nhiều anh em xem các idol rồi các anh em cũng bu theo để chúng ta theo cái phương pháp đó, nó không đúng đâu. Chúng ta phải tư duy theo cái phương pháp của bản thân chúng ta, phù hợp con chim của chúng ta. Chim ta nó ở tầm nào thì chúng ta chăm ở tầm đó nha. Về cái lượng môi vậy, có con anh em nó ăn ít, có con ăn nhiều, rồi có con từng giai đoạn để chúng ta nó phân bổ nó hợp lý. Thì cái chung thì để là phân tích như vậy thôi, nhưng bản thân chúng ta phải điều làm sao chim ổn định. Đặc biệt những chú chim hung hăng, nết đánh, tàn bạo thì cái đó là cái phụ thuộc vào cái điều anh em nhiều về cái chế độ mồi tươi và như trái cây nha. Có một bạn nào mới comment là chim ăn cờ xong xóa rồi, chắc là viết thiếu, đang viết cái bấm nhầm hay qua nút gửi hay sao. Mà vẫn nhắc lại một lần nữa, anh em nuôi theo phương pháp mới của Nam Râu chị anh em đi, nó sẽ hiệu quả lắm. Cứ mùa này anh em đừng có vội, mùa này là không phải mùa để chúng ta phải Rồi vàng ra mà để đấu làm gì đâu, mùa đó ổn lắm. Cứ nuôi con chim ta khỏe. Đầu tiên mùa này chúng ta là mong con chim ta khỏe, đừng bệnh hoạn thì ăn tốt, là cái ưu tiên hàng đầu. Đừng có bệnh là vui rồi. Cứ song lông nhẹ nhàng cho Nam Râu hai tuần đầu nha, đừng có ham vô nắng nhiều. Chim chung ăn khi con chim nó đạt thể trạng nha, xuống bạn anh em vào nắng nó nhanh lên lửa kinh khủng khiếp. Cái đó là sao, cái độ lửa nó có hẳn rồi, nó bắt đầu nó rồi thì nó đạt cái đỉnh cao nó thôi, mà nó duy trì thôi nha. Đó thì anh em cứ từ từ, đừng vội. Công thức là Nam Râu đã chia sẻ rồi nha, cứ 100% lông cho nó ủ, nó rớt hết lông sạch đi. Còn anh em mà ra sớm, thứ nhất á, là chim nó dễ bị cái nguy cơ là sao, những cái lông sót đó nó sẽ không rớt nữa, là chim ta nó còn những cọng lông yếu. Thứ hai là những cái búp lông còn yếu, chúng ta ra là sớm nó bay nhảy, nó ảnh hưởng. Thứ ba khi nó va quẹt, nó nhảy nhót, nó hoảng sợ, nó va đập, những cái ống lông và những cái búp, đặc biệt những búp lông này, nó bị bể rồi là cực kỳ khó chịu. Đó, nó chả có tác dụng gì hết. Có vào lực sớm hơn được 2 tuần cũng chả có hơn người ta đâu. Cái cơ địa con chim, cái thể trạng và cái cốt con chim là cái quan trọng. Chúng ta không có thay đổi được, chúng ta chỉ làm nó tốt hơn thôi. Đó. Thì anh em cứ không cần vào sớm, anh em cứ nuôi ủ cho nó, anh em ủ kỹ, khi nó ngất phấn rồi hầu như là nó không có đứa con sót nữa. Chứ anh em mà vào sớm mà anh em nuôi thời gian, anh em thấy anh em nuôi xong anh em ổn định, anh em đi dần dại, anh em thấy chim rớt lông lại là do cái tình trạng anh em ra sớm đó, chim nó sung mãn, nó ngưng, nhưng cái lông yếu đó, nó vẫn còn, nó rớt lại là bình thường, kể cả nó rớt lại còn nhiều hơn nữa. Nên chúng ta cái đừng vội nha, cứ để cho nó xong lông, ngất phấn, nó bắt đầu vào giai đoạn là thả lực đó. Lúc đó chúng ta thả rồi chúng ta bơm mồi vào, giai đoạn đó chúng ta mồi vào cái cây là chủ đạo để chim nó khỏe, và chọn những vị trí sao nó phù hợp mát mẻ mà tránh gió nha. Chim nó cơ địa lúc đó nó chưa được khỏe lắm đâu nha anh em, hạn chế gió vào. Xong rồi sau 2 tuần nó vào chế độ nắng, nắng thêm cỡ chừng anh em vào ổn định thì cỡ tháng rưỡi đó là chim ổn định, nó đầu vào chế độ đánh là ngon lành rồi. Khi đó là chim chúng ta cứng lông, lửa ổn định, đánh. Mà thời điểm này anh em mà mới dung lông, anh em nuôi cỡ đến đó 2 tháng nữa là anh em chim vào cái mùa giai đoạn là bớt mưa rồi, giai đoạn nắng nó ổn định rồi, và đó là nuôi chim đánh ngon lành hơn. Chim ăn cào cào trái cây là ho, có cách nào chữa được không em? Bây giờ nó bị vậy thì rất là khó anh, nó bị ho rồi thì mình phải trị thôi, về bệnh lý thì em không rành. Nhưng mà ăn cào cào với trái cây, bị ho cào cào, chim đang ho thì chúng ta trị, chúng ta không nên cho ăn. Khi chim bị ho thì chúng ta chỉ trị cho ăn cám với là cho ăn uống thuốc thôi. Còn khi mà chim chúng ta mà đang trị, chúng ta nên ngắt ra nha. Còn khi mà chúng ta hết rồi mà thường mà ăn vô mà bị thì trường hợp nó rất ít, là em cũng không rành. Xem anh em xem lại nha, chim ta đôi khi anh em để nha, chim hay mà quẹt cầu nha, quẹt mỏ nha, hay gãi ngay cái lùm mũi á, gãi ngay cái mặt ngay mũi á, mà nó hay quẹt cái mỏ nhiều hoặc là quẹt cái lùm mũi xuống á, thì anh em nên coi để ý. Chim ta ổn định, cứng lông ta bắt ra vệ sinh đi nha, hút mũi đi để cho thông thoáng lùm mũi đi thì nó đỡ. Thì chim Nam Râu có một số con Nam Râu đã áp dụng. Anh em nhớ con buổi 50 không? Buổi 50 là Nam Râu đợt đó về nó bị nóng, nó bị mỏ cám rồi, nó bị gãi xỉa và quẹt mỏ cầu kính khủng khiếp. Đợt rồi nói chung là nó muốn đổ lông mà Nam Râu bắt ra vệ sinh, Nam Râu có làm clip á. Mấy nay thấy nó ít quẹt cầu mỏ hẳn luôn nha. Đợt trước có bị ho nữa nha, mà từ ngày hút rồi thì không thấy nó bị ho lại nha. Còn con Thiên Mệnh ngày hôm nay mới nghe hơi sặc sặc mà. Đó, thì không biết là do cái môi trường Nam Râu thì bỏ nó ở cái phòng khách thì đôi khi có gió rồi nó dễ vào, nó dễ bệnh, thì bắt buộc rồi môi trường chúng ta không thay đổi được. Đó thì thấy nó bị gió nhưng mà nó bị không nhiều nên chưa chuẩn đoán chính xác là nó hay không, nên phải bắt nó biết nó được rồi để Nam Râu mới coi tình hình để Nam Râu xử lý. Chứ chim mà bị bệnh rồi chúng ta phải trị thôi, chứ còn hết hay không là nó phụ thuộc vào nghệ nhân mà trị nó có đúng phương pháp hay không nữa. Còn cách trị thì không phải là cái phương pháp một cái loại, và cái cách đó là sẽ làm hết đâu. chỗ anh Trọng Trân á, thì nên coi lại chim ta có bị quẹt cầu không, có hay gãi không, để chúng ta vệ sinh mũi đi. Có những con phải vệ sinh mũi xong mới hết được. Rồi anh em nào mà hôm nay mà không hỏi thì Nam Râu ọp ra sớm nha. Mấy đường này đang lu bu vào cái chuyện nhà, nói chung cũng là mệt mỏi lắm. Hút xong vài ngày thấy chim khỏe hẳn lên. Đúng rồi, khi chim chúng ta bị nghẹt mũi á, là nó khó thở, làm chim ta đường hô hấp nó kém á, thì thấy con chim thở miệng nhiều thì nó sẽ bị yếu. Khi anh em mà hút đi là nó khỏe. Chào Trần Đức Đương. Đó, anh em có những con anh em phải vệ sinh một lần, anh em phải vệ sinh 3-4 lần hết nha. Những con bị nặng á, chúng ta phải vệ sinh thường xuyên, và kèm theo những con chim mà bị kèm theo thuốc nữa. Mà thuốc thì Nam Râu không bán, người cũng không đặt, anh em có thể đi tham khảo người khác đi. Thôi giờ tại giờ anh em coi cũng ít mà không còn hỏi đây thôi. Nam Râu xin ọp nha, lại hôm nào đi để ổn định lại sẽ lên like. Sắp tới Nam Râu chỉ có like để bán chim thôi, mỗi về lần này là mỗi về đẹp kinh khủng khiếp. Có những con chim rồi là không nghĩ rằng mỗi nó đẹp vậy luôn. Chia sẻ cô anh không chơi này không, cái này không chia sẻ bậy bậy này được, chết ạ. Chia sẻ 150 đi anh. Thôi giờ nãy Nam Râu cũng có nói rồi, để Nam Râu offline, Nam Râu để bài like là anh em có thể tham khảo kéo lại coi nha. Này cũng có nói sơ rồi, mà thật sự ngày hôm nay nó không được gọi là có hồn lắm. Hôm nay chia sẻ cũng không gọi là được hay. Anh còn buổi không còn mới về cả mới đây nha. Inbox cho Nam Râu nha. Anh em cần mũi á, inbox cho Nam Râu, có hết đợt này khiếp lắm. Nam Râu mới tách lòng cho nghỉ ngơi rồi, ngày mai anh em cần hàng bao nhiêu tiền inbox cho Nam Râu, Nam Râu sẽ gửi qua cho anh em tham khảo. Mấy mẫu đợt này nhiều con khá là già và tướng bộ ghê lắm, đợt này công nhận là đẹp nha. Có những con mà nói chung là nó 7-8 đúc, đợt này Nam Râu sẽ có những cái giá hợp lý cho anh em nha. Đợt này có những con Nam Râu sẽ chia sẻ anh em 4-5 tờ hay từ 4 đến 6 tờ cũng có nha. Đó, rất là đẹp nha, tại vì nó nhiều, mấy con kia nó quá đẹp luôn, nó 90 nút luôn. Thì con mà 7-8 nút đó chia sẻ giá 4-5 tờ để cho anh em nào mà người ta không điều kiện gồm. Những con đó vẫn chất lượng nha, để Nam Râu sẽ lên cho anh em xem. Bộ chơi mà còn không được không anh? Hiện tại giờ Nam Râu làm bộ jean luôn, chứ không có làm chim già. Hơi bị vip nha. Hồi sáng là anh Vinh Lộc á, là anh mới coi mới sơ thôi, còn hôm nay tách ra nó ghê lắm anh. Mấy ông kia hôm nay tách ra còn ghê hơn nữa anh. Con hồi sáng mình coi ấy, thì đúng con chim đó nó ra lòng nó cũng vip, nó ghê lắm, nhưng mà có những con khác nó cũng khiếp lắm. Mua về cho ăn cắm dưa của anh Văn Tài. Năm đâu vậy cứ mấy con chim thi á là Nam Râu sẽ là sao mỗi lần Nam Râu đổ cám là đổi cái hũ nha, cứ gom lần ít mà nó dùng không như nhiều đâu. Nam Râu không đổi nhiều đó. Có những con chim thay lông á thì mình tốn hơi nhiều, thay lông thì chúng ta đổ lần nó lượng nó hơi dư á, nó nhiều con ăn không hết á, thì đổ hơi nhiều gom hết vô cái hũ cho mỗi ăn đó, chứ mất gì là mình đổ phí. Rồi tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em vào buổi sau. Anh em cần gì inbox cho Nam Râu, cừ cám nè, canxi nè, tẩy giun nè, thuốc tắm nè, và đặc biệt là bổi nha. Đó, inbox cho Nam Râu. Tại vì anh em